Mừng quý vị và các bạn đến với kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Tiến đạt cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng sau nhiều năm chia tay Harry Won. Tiến đạt bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý giữa lúc tình cũ Harry Won được ông xã Trấn Thành chiều chuộng. Cách đây không lâu thì tình cũ Harry Won, Tiến Đạt chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý. Để chửi rủa người khác luôn là điều dễ dàng, tự chửi rủa mình mới khó. Những điều ta gặp đều là bài học, là bậc thầy chân chính, và ta có nhận ra hay không mà thôi. Chia sẻ của tình cũ Harry Won nhanh chóng nhận được sự thu hút của cư dân mạng. Đây là lần hiếm hoi Tiến Đạt bày tỏ quan điểm cá nhân về một sự việc nào đó trên trang cá nhân của mình. Sau khi chia tay Harry Won, Tiến Đạt đã trở nên khá kín tiếng và ít xuất hiện ở các sự kiện showbiz. Không than trách hay lên tiếng, Tiến Đạt chọn cách im lặng khi Harry Won nhanh chóng hẹn hò với Trấn Thành, chỉ sau thời gian chia tay ngắn ngủi. Hiện tại thì nam rapper đã dành thời gian cho niềm đam mê khác, chính là cà phê. Cùng với đó, tình cũ của Harry Won cũng đang hạnh phúc viên mãn bên vợ và cậu quý tử kháo khỉnh. Không chọn sự ồn ào, náo nhiệt, gia đình Tiến Đạt thích một cuộc sống đơn giản, không hàng hiệu, không phô trương. Trong khi đó, Harry Won cũng hạnh phúc không kém tình cũ Tiến Đạt. Nữ ca sĩ phải nói rằng vô cùng may mắn khi lấy được một người chồng như Trấn Thành, vừa kiếm ra tiền, vừa chiều vợ nhất showbiz. Khác với vợ Tiến Đạt, Harry Won lại là một cô nàng nghiện hàng hiệu và thích sự náo nhiệt. Sau nhiều năm chia tay, Tiến Đạt và Harry Won có đôi lần gặp nhau trong một vài sự kiện. Cả hai vẫn dành thời gian và những tình cảm tốt đẹp. Ngay cả phía Trấn Thành cũng vô cùng thoải mái khi nhắc lại quá khứ của vợ với tình cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.